nay thì do cái thời tiết rất là nắng nóng thì nhà thầu của chúng tôi thi công chia làm 2 ca. Một ca ngày thì thi công từ 5 giờ sáng đến 10 rưỡi, sau đó thì nghỉ đến 2 giờ chiều thì bắt đầu thi công tiếp đến 6 giờ tối. Và ca vào buổi tối thì thi công từ 7 giờ tối cho đến khoảng 3 giờ sáng. Cái mục tiêu của chúng tôi đối với ca S9 là vào tháng 12 năm nay là chúng tôi phải hoàn thành được bản đáy để sẵn sàng cho cái việc lắp ráp máy TBM và tiến hành khoan hầm vào đầu năm sau.